Rạng sáng nay ngày 25 tháng 6, Châu Bùi đăng tải bài viết chia sẻ việc cô bị quay lén trong quá trình làm việc tại một studio chụp ảnh. Theo nữ người mẫu, dụng cụ ghi hình được giấu trong một chiếc khăn trắng đặt ngay tại nhà vệ sinh. Khi cô phát hiện, không ít hình ảnh gợi cảm đã được ghi lại trong thiết bị này. Bài đăng ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận. Cùng ngày, studio nơi Châu Bùi gặp sự cố đã đăng tải bài viết xin lỗi Châu Bùi, đồng thời giải thích sự việc. Nguyên văn bài viết như sau: Xin phép trình bày sự việc như sau. Studio của chúng tôi đã tạm ngừng hoạt động để nâng cấp sửa chữa trong một tháng trở lại đây. Do đó, nhân viên thường xuyên không có mặt tại studio. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận hỗ trợ ekip sử dụng studio cho các trường hợp phát sinh không nằm trong dự kiến. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, do có sự thay đổi đột ngột về địa điểm fitting, thử trang phục cho người mẫu, ekip đã liên hệ với chúng tôi để sử dụng studio. Vì đã hợp tác nhiều lần và do tính chất gấp rút của việc fitting, chúng tôi đã bàn giao chìa khóa cho ekip mà không có nhân viên trực tại studio. Chúng tôi thừa nhận đây là một sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm. Ngay khi sự việc xảy ra, quản lý của studio đã có mặt kịp thời để giải quyết vấn đề và phối hợp với công an cùng ekip của nghệ sĩ Châu Bùi đưa người gây án ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi đã ghi nhận đầy đủ phản hồi của nghệ sĩ Châu Bùi và đang tiến hành rà soát lại quy trình làm việc để đảm bảo rằng sự việc tương tự không xảy ra nữa. Một lần nữa, VKC xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nghệ sĩ Châu Bùi và toàn thể quý khách hàng vì sự cố đáng tiếc này. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong tương lai. Dù đưa ra các thông tin cùng lời xin lỗi nhưng studio này vẫn nhận về hàng loạt chỉ trích từ phía khán giả. Không ít ý kiến nhận định đơn vị này đang trốn tránh trách nhiệm khi cho rằng đã bàn giao chìa khóa cho ekip. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ bởi studio chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng mà khách hàng gặp phải, chỉ coi đây là một sự cố đáng tiếc. Đặc biệt đây là một khách hàng nổi tiếng có nguy cơ bị phát tán hình ảnh thay đồ trong nhà vệ sinh lên các nền tảng mạng xã hội. Trên các diễn đàn, một số thành viên cũng chia sẻ các trải nghiệm về việc bị quay lén, tiết lộ trải nghiệm tồi tệ của họ khi bất ngờ phát hiện mình đang đứng trước ống kính camera ở những khu vực nhạy cảm. Châu Bùi tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Xuất thân từ một hot girl chụp ảnh lookbook, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã trở thành fashionista, influencer đình đám của showbiz Việt. Hiện tại, cô là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, xuất hiện tại hàng loạt tuần lễ thời trang quốc tế. Những năm gần đây, chuyện tình của cô và rapper Binz cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.